Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh. Cô Giang xin chào tất cả các con. Cô Giang lại được gặp lại và đồng hành cùng với các bậc phụ huynh và các con trong hoạt động tạo hình ngày hôm nay. Và trong hoạt động tạo hình ngày hôm nay, cô giáo xin được chia sẻ với các bậc phụ huynh cách hướng dẫn các con vẽ con cá từ bàn tay. Thông qua hoạt động giúp cho các con phát triển tư duy, tưởng tượng, sự sáng tạo, đồng thời giúp các con phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay. Để thực hiện được hoạt động này, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con. Đầu tiên là một tờ giấy A4, một cây bút lông màu đen và một hộp bút sáp màu. Sau đây, xin mời các bậc phụ huynh và các con cùng chú ý quan sát xem cô hướng dẫn chúng mình vẽ con cá bằng bàn tay như thế nào nhé. Đầu tiên, chúng mình hãy đặt tờ giấy A4 nằm ngang trên mặt bàn. Sau đó, hãy đặt bàn tay trái lên trên tờ giấy. Tay phải, cô dùng bút dạ đen bắt đầu vẽ từ mép trên của cổ tay, vẽ theo đường viền của các ngón tay, ngón út và ngón áp út. Tiếp theo là ngón giữa, ngón trỏ và cuối cùng là ngón cái xuống đến phần dưới của cổ tay. Bỏ tay ra. Nối hai đầu lại, ta được hình vẽ một bàn tay hoàn chỉnh. Phía đầu cổ tay, cô vẽ một nét cong để tạo đầu cá. Trên đầu cá, vẽ một hình tròn nhỏ để làm mắt cá. Và một nét cong nhỏ để làm miệng cá. Phần mình cá, cô vẽ các nét cong liên tiếp để làm vảy cá. Vẽ thêm một vài nét xiên và nét ngang để trang trí cho đuôi của chú cá nhé. Vậy là cô đã vẽ xong một chú cá ngộ nghĩnh rồi này. Bây giờ cô sẽ chọn màu yêu thích để tô màu cho chú cá này nhé. Bố mẹ hãy hướng dẫn cho bé tô màu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xì màu đều tay và không làm lem ra ngoài nhé. Vậy là cô đã vẽ xong một chú cá ngộ nghĩnh và đáng yêu bằng bàn tay rồi này. Tương tự như vậy, quý phụ huynh có thể cùng các con sáng tạo ra nhiều con vật khác nhau từ đôi bàn tay. Các bậc phụ huynh hãy cùng bé thực hiện để bé cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái và ý nghĩa hơn trong những ngày tạm thời phải nghỉ học ở nhà nhé. Trong khi hoạt động, cha mẹ khuyến khích bé sáng tạo, hãy tôn trọng sản phẩm của bé và đừng quên khen ngợi bé nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh và các bé đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại!